Mình vừa làm xong món mứt khoai lang ạ, nhìn rất là bắt mắt và đẹp mắt. Ăn này nó rất là thơm, ngon và ngọt ạ. Bây giờ các bạn cùng vào bếp và thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm món mứt khoai lang nhé. Ở đây mình dùng hai củ khoai lang này khoảng 300 g ạ. Và mình đã gọt sạch rồi. Và bên cạnh mình chuẩn bị một ô nước muối loãng này, để khi mình ngâm khoai lang cho nó không bị nhựa này, gọt sạch và rửa rồi. Và bên này là một ô, bên cạnh này là một ô nước vôi trong. Vôi tôi mình đang ngâm với nước để thành nước vôi trong. Còn khoai lang này thì các bạn cắt hình tùy theo hình các bạn thích nhé. Đây mình sẽ cắt hình tròn này và dày khoảng 0,3 cm. Để mình trước tiên là mình sẽ là ngâm vào nước muối để cho nó, để không có cái nhựa này nhé. To quá để cắt nhỏ thôi. Ngâm muối để cho nó hết nhựa đi, sau đó mình rửa sạch lại và mình ngâm vào nước vôi trong khoảng 6 tiếng, từ 4 đến 6 tiếng để cho nó cứng khoai, để khi chúng ta xên mứt thì khoai của chúng ta nó sẽ không bị vỡ, không bị nát ấy. Thường thường mình hay ngâm qua đêm là khoảng 6 tiếng, không thì các bạn ngâm 4 tiếng với nước vôi trong cũng được. Làm nhiều thì các bạn dùng nhiều đường. Làm thường thường là 300 g khoai thì mình dùng 150 g đường nhé. Đường bằng nửa khoai. Khoảng 0,3 cm. Không mỏng quá. Mứt khoai lang thì các bạn nên làm và ăn vài ngày thôi, đừng để lâu quá, để lâu thì nó hay bị chảy nước ấy. Còn mứt dừa thì các bạn để cả nửa tháng đến một tháng cũng được ấy. Nhưng riêng mứt khoai lang thì nó hay bị chảy nước. Rồi. Các bạn ngâm khoảng 5 đến 10 phút thôi, sau đó mình sẽ rửa sạch nhiều lần để cho hết nhựa và mình chắt cái nước mà vôi trong này vào để mình ngâm nhé. Khi mình rửa nhiều lần với nước thông thường rồi, nó đã hết nhựa rồi. Và bây giờ các bạn nhẹ nhàng các bạn chắt cái nước vôi trong ở trên này. Vôi tôi nó sẽ ở phía dưới nhé. Dùng 1 đến 1,5 thìa cà phê vôi tôi hòa với 1 lít nước nữa. Để thấy một hỗn hợp với nước vôi trong để mình ngâm, ngâm khoảng 6 tiếng. Sau đó mình sẽ đi rửa thật sạch để cho nó hết cái mùi vôi tôi đi và đi ướp đường khoảng 3 tiếng nhé. Và bây giờ chờ đợi. Sau khoảng 4 tiếng ấy, mình sờ vào, mình thấy nó rất là cứng như này rồi. Bây giờ mình rửa thật sạch cái nước vôi trong này đi để nó không còn bám vào nữa, rửa nhiều lần với nước lọc thông thường ấy. Và sau đó mình đi ướp đường nhé. Bây giờ mình ướp đường nhé, các bạn theo cái tỷ lệ là 1 cân khoai thì ướp 500 g đường nhé. Cái tỷ lệ như vậy các bạn ướp, ướp trong vòng khoảng 3 tiếng, đường là tan hết thì là được. Thỉnh thoảng cứ khoảng 15-20 phút thì các bạn đảo một lần để cho nó ngấm nhanh và ngấm đều vào bên sâu bên trong nhé. Để ráo nước thì mình mới ướp nhé. Rồi, bây giờ đợi 3 tiếng là được nhé. Khi mình ngâm ấy, nó đã tan hết đường như này đã được rồi ấy. Thì bây giờ mình sẽ mang đi mình cô đường nhé, khoảng 3 tiếng rồi đấy. Các bạn đổ nước đường vào trước để mình đun cái nước đường này nó đã bay hết hơi nước ạ. Mình đun để cho nó khô cạn bớt cái hơi nước này đi, thì tí nữa mình xem mất nó nhanh hơn đấy.
khô hẳn. Để này để cho nó còn có hơi nóng để khoai của chúng ta chín, thì khoai mình chưa luộc qua. Các bạn cứ cho lửa thả một chút nhé, để khi hơi nước nó bay đi gần hết thì mình hạ lửa nhỏ dần nhé. Mình cho lửa nhỏ hơn một chút là được rồi đấy, để hơi nước nó bay đi tương đối đấy. Các bạn cứ đảo này và thì nữa mà hơi nước nó bay đi tiếp thì mình lại nhỏ bớt tiếp, lại cho nhỏ nhỏ vừa bớt nhé, về hơi nước nó cũng đang rút tiếp rồi, lại nhỏ bớt lửa tiếp. Bây giờ mình cho nhỏ bớt như này để mình khô cho nó khô đường đó. Vì hơi nước nó bay gần như này hết rồi thì nó bay hết hẳn hơi nước đi, thì các bạn cho cái mức nhiệt độ 100 nhé. Còn đây mình cho nhiệt độ 100 và một lúc nữa nó bắt đầu nó sền sệt lại, nó cứng và mình khó đảo thì mình cho vào mức nhiệt độ 60 độ và tình cảm từ 60 lên 100 ấy, để cho nó không bị nguội quá. Lúc nào nó cứng tay khó đảo thì các bạn cho nhỏ bớt nhé, và bây giờ nó tương đối nhỏ. Này các bạn, bây giờ cho nhỏ nồi như thế này, nó đang bắt đầu nó cứng sệt sệt rồi đấy. Thêm một chút nữa thì mình sẽ cho nhỏ nữa. Khi mình ngâm dưới nước vôi ấy, trong ấy, qua đêm ấy, hoặc là 6 tiếng, 4 đến 6 tiếng ấy, thì khi mà chúng ta xem mứt này thì mứt của chúng ta nó sẽ không bị vụn quá. Đó. Nhỏ bớt nữa, các bạn đảo từ đáy lên nhé, để cho nó không bị vào cái miếng khoai thì nó sẽ không làm cho khoai của chúng ta nó bị vỡ. Đáy lên các bạn cho nhỏ nhất, đường ở mức nhỏ nhất, nhiệt độ ở mức nhỏ nhất rồi, còn lúc sau nó sẽ khô hoàn toàn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ngon, để đảo lâu một chút để cho đường nó bám đều, cho nhiệt độ nhỏ nhất để đường nó bám đều và để lâu nó cũng không bị chảy nước. Nếu như cái mứt này thì mình chỉ ăn được vài ngày thôi nhé, không nó không như những cái mứt khác, nó không khô hẳn như mứt, nghĩa là để lâu nó hay bị chảy nước ấy. Mứt dừa, mứt cà rốt và mứt hạt sen. Thì các bạn có thể để được rất là lâu. Cả mứt tươi đủ nhé. Nhưng riêng những cái mứt mà khoai như này thì không để được lâu. Nếu mình chiên thì nó sẽ để lâu, vì chiên thì nó khô ấy. Còn cái này thì nó bên trong, bản thân bên trong nó sẽ vẫn còn một chút nước.
vào thêm một chút xíu nữa là được. Bây giờ được rồi nhá, mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Đường vàng rất là đều rồi, và có cái đường bột như này để cho mứt của chúng ta bảo quản lâu không ướt. Các bạn nhìn không? Rất là khô ráo và ngon. Các bạn nhìn thấy không? Nó khô và ráo. Khi mình đổ cái đường khô lên trên như này ấy, thì mứt sẽ bảo quản được lâu hơn. Các bạn nhìn nó rất là hấp dẫn và lại còn ngon như này. Mình đã làm xong món mứt khoai nang ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.